Các bạn thân mến, trong video này, Đức Huy Lê Channel sẽ hướng dẫn các bạn cách viết chữ to dần, nhỏ dần theo một biên dạng nhất định nào đó trong Corel. Ở đây tôi sử dụng phiên bản Corel X6, các phiên bản khác các bạn làm tương tự. Đầu tiên, chúng ta cần tạo một đoạn text. Chúng ta sẽ kích vào cái biểu tượng chữ A này. Sau đó chúng ta sẽ kích lên cái vùng chúng ta muốn viết chữ. Ở đây tôi sẽ gõ vào đây là chữ là Đức Huy Lê YouTube Channel. Đây. Thì để cho các bạn quan sát rõ hơn thì tôi sẽ kéo to chữ ra một chút và tô đậm cái chữ này. Đây các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ cần tạo một cái đường biên dạng. Để tạo một cái khung bao thì chúng ta sẽ kích vào công cụ Pen Tool này các bạn. Ta sẽ chọn cái biểu tượng hình như bút này. Sau đó ta sẽ tạo, ví dụ đây chúng ta sẽ viết chữ là to dần đi. Thì đầu này sẽ nhỏ hơn này. Đây các bạn. Đầu này chúng ta to cho to hẳn ra. Đây. Đây là một cái đường bao. Đây các bạn. Tôi sẽ kéo xuống này cho chúng ta dễ quan sát này. Và bây giờ khi đã chuẩn bị xong thì bây giờ chúng ta sẽ viết cái chữ này theo một cái biên dạng giống như hình như thế này. Đầu tiên thì chúng ta sẽ kích chọn vào cái chữ mà chúng ta muốn viết to dần nhỏ dần đấy. Sau đó các bạn kích vào cái menu Effect và chúng ta sẽ chọn phần là Envelope, hoặc là chúng ta có thể nhấn phím tắt là Ctrl F7 được các bạn nhé. Đây. Thì khi đó cái bảng điều khiển của nó sẽ hiện lên ở góc phía bên phải đây. Chúng ta sẽ kích vào cái biểu tượng cái bút này. Sau đó chúng ta sẽ chọn cái khung mà cái chữ này muốn viết thành dạng đường bao như vậy. Đây. Thì khi đó cái khung nó sẽ chuyển đến cái vị trí này cho chúng ta và cái chữ nó sẽ viết theo trong cái vòng này. Sau khi chúng ta ok rồi thì chúng ta sẽ nhấn nút apply. Thì ngay lập tức này, các bạn quan sát này là cái chữ đã viết tăng dần nhỏ dần rồi. Đấy. Như vậy là cái chữ Đức Huy Lê YouTube Channel này đã viết theo dạng tăng dần. Và đối với trường hợp và viết chữ nhỏ dần thì chúng ta chỉ việc là cho cái cạnh bên này nó to hơn cạnh bên này một chút thôi. Bây giờ tôi sẽ quay lại, tôi sẽ điều chỉnh một số cái nội dung khác nữa để chúng ta tiện tham khảo. Thì đây là chúng ta viết với dạng tăng dần nhỏ dần to đơn giản. Bây giờ chúng ta có thể thay đổi cái khung bao này để cho nó mượt mà hơn. Thì các bạn sẽ kích vào cái đường pen tool mà chúng ta vừa vẽ lúc trước ấy. Các bạn nhấn nút Ctrl A này, xong kích chuột phải, chọn Tool Cover. Thì bây giờ chúng ta cho phép chúng ta sẽ thay đổi cái đường này cong theo ý chúng ta mong muốn. Đấy. Ví dụ này, bây giờ ta sẽ di chuyển cho cái đường này nó xa một chút này. Đấy. Đấy. Ta sẽ di chuyển về dáng này. Và bây giờ chúng ta sẽ không cần phải gọi lại cái lệnh này nữa. Bởi vì trong cái effect này nó đã được chọn như này, thì có nghĩa là cái khung bao nó đã hiện đây rồi. Thì chúng ta chỉnh lại, tích vào cái bút này. Sau đó chúng ta chọn lại đường bao này và kích apply. Thì khi đó cái chữ của chúng ta đã mượt mà hơn. Các bạn quan sát thấy có độ sâu một nào đó đúng không? Đấy. Thì đó là cách viết chữ to dần, nhỏ dần theo một biên dạng nào đó trong Corel Draw. Nếu như các bạn thấy video này hữu ích thì hãy nhấn nút like, nút chia sẻ và đăng ký theo dõi đón xem các video hướng dẫn mới nhất của kênh Đức Huy Lê Channel. Xin chân thành cảm ơn.